Lịch sử chùa Minh Đăng. Chùa Minh Đăng tọa lạc tại ấp Thọ Khương, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay do sư cô Thích Nữ Diệu Chơn trụ trì. Đây là ngôi chùa mới được thành lập vào năm 2015. Vào năm 2010, ông Trần Văn Kỷ, pháp danh Thiện Ngọc, sinh năm 1922, cư ngụ tại ấp Thọ Khương, thường xuyên xin phép chính quyền địa phương tổ chức lễ cầu siêu tại Tư Gia và có nhiều Phật tử đồng tu cùng về niệm Phật. Sau đó, ông Trần Văn Kỷ xin phép chính quyền địa phương tổ chức thành lập đạo tràng niệm Phật vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Công việc này cũng được sự trợ duyên của người con trai là anh Trần Văn Hải, pháp danh Thiện Linh, và người con dâu là Phật tử Diệu Hằng. Sau một thời gian, Phật tử Thiện Ngọc đã phát tâm đến Thiền viện Thường Chiếu tỉnh Đồng Nai cầu xuất gia tu học và được chư tôn đức tại Thiền viện cho thọ sa di giới. Bạn đời của ông cũng phát tâm xuất gia tu học với ni trưởng Thích Nữ Như Dung tại chùa Long Vân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai và được ban pháp danh là Huệ Đức. Sau khi xuất gia, sa di Thiện Ngọc tiếp tục trở về quê nhà tại ấp Thọ Khương tu tập và phát nguyện xây dựng nơi đây thành một ngôi chùa để bá tánh địa phương cùng tu niệm Phật. Đạo tràng niệm Phật tại đây sinh hoạt luôn tuân thủ theo các quy định của chính quyền địa phương và giáo hội quy định. Nên năm 2014 được Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây cho phép hợp thức hóa sinh hoạt tôn giáo dưới sự quản lý của Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây. Nhân duyên hội đủ, ngày 6 tháng 4 năm 2015, Hòa thượng Thích Giác Tây, bấy giờ đang giữ chức vụ trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện, đã đứng tên xin phép thành lập chùa. Với hình thức hợp thức hóa ngôi chùa Trác Quang Tự, tọa lạc tại ấp Bình Khánh, xã Bình Phú, trước đây thành chùa Minh Đăng tại địa điểm ấp Thọ Khương. Thì ba mẹ em đều có tâm nguyện muốn ở gần nhà để niệm Phật. Sức khoát thì điều đó là tụi em mới thành lập cái đạo tràng niệm Phật tại gia. Rồi mới kêu gọi các huynh đệ ở xóm về cộng tu. Thì một tháng tụi em sẽ chia ra 4 ngày ra về niệm Phật. Rồi bên cạnh tụi em cố gắng làm từ thiện để ủng hộ địa phương. Năm 2014 thì được Ủy ban dân huyện cho tụi em được cái đạo tràng niệm Phật tại gia. Ba con từ một cư sĩ tại gia thì mới đi ra ngoài thường diễn thường chiếu á, quy y với Hòa thượng Nhật Quang. Hòa thượng cho ba con về đây thì niệm Phật tại gia, thì lúc đó có được quý sư ở trong Gò Công Tây á thường xuyên ra giảng pháp và nhắc nhở sách tấn Phật tử. Trưởng ban trị sự huyện đó là thượng tọa Thích Giác Tây á, thì ngài mới nói thôi để ngài đứng ra sinh lập cái ngôi chùa ở đây cho bà con về đây tu, rồi mấy thầy sẽ cử luân khuyên nhau ra để giám sát cho mấy con tu học như thế nào. Cũng trong thời gian này, Phật tử Thiện Linh mua được phần đất đối diện Tư Gia xây dựng lên ngôi chùa, có không gian thông thoáng và cho dời đạo tràng niệm Phật của sa di Thiện Ngọc về nơi đất mới. Qua xem xét hồ sơ và được sự đồng thuận của Ban trị sự Phật giáo huyện, chính quyền địa phương, sự tín tâm của bà con đề nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ra công văn số 2432. Kiến ngày 15 tháng 9 năm 2015 về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở và được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang ra quyết định số 020 trên QĐ-BTS ngày 23 tháng 10 năm 2015 về việc thành lập chùa Minh Đăng và gia nhập danh bộ tự viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang dưới sự quản lý trực tiếp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây. Ngày 7 tháng 1 năm 2016, nhằm ngày 28 tháng 11 năm Ất Mùi, Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây long trọng tổ chức lễ triển khai quyết định thành lập ngôi chùa Minh Đăng dưới sự chứng minh của Ban chứng minh, lãnh đạo giáo hội và các cấp chính quyền, đồng bào Phật tử tham dự. Chùa Minh Đăng chính thức đi vào hoạt động tôn giáo tại địa phương. Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây cũng thống nhất thành lập ban hộ tự chùa Minh Đăng do ông Trần Văn Kỷ, pháp danh Thiện Ngọc làm trưởng ban hộ tự. Bà Lê Thị Thanh Hằng, pháp danh Diệu Hằng làm phó ban hộ tự, thay mặt thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây trông coi
và hướng dẫn Phật tử sinh hoạt đúng theo hiến chương nội quy của giáo hội và luật pháp nhà nước quy định. Năm 2020, Sa Di Thiện Ngọc qua đời, Phật tử Diệu Hằng trực tiếp quản lý ngôi chùa Minh Đăng, thực hiện tâm nguyện của cha, Phật tử Diệu Hằng và Phật tử Thiện Linh đến thỉnh đi trưởng Thích Nữ Như Dung, trụ trì chùa Long Vân, tỉnh Đồng Nai, cho sư cô Thích Nữ Diệu Chơn về phụ hướng dẫn đạo tràng tu học. Từ đó, khóa tu niệm Phật vẫn duy trì thường xuyên vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Đạo tràng cũng thường xuyên tổ chức phóng sanh cho Phật tử hiểu thông giáo lý nhân quả, lợi ích của việc tu niệm Phật. Phật tử Thiện Linh và Diệu Hằng cùng với các bạn đồng tu tiếp tục phát tâm xây dựng một số công trình phụ như giảng đường, nhà khách, chỉnh trang lại khuôn viên vườn chùa Minh Đăng khoảng 2 hecta, trồng cây xanh hoa kiển tươi mát, tạo cảnh quan cho ngôi chùa cũng như góp phần vào sự phát triển chung của quê hương ấp Thọ Khương, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây mến yêu. Vào chùa buông gánh lo toan, để lòng thanh thản, thân an nhẹ nhàng. Cái chùa này xây thì năm 2015 thì tới nay thì cũng là hoàn thành. Con sẽ tiếp tục cất tiếp theo. Một là con làm lại cái chánh điện kiên cố. Hai là con làm cái tháp để mà thờ cốt cho tất cả những quý trong xã làng ấp. Tiếp theo thì hạng mục là con làm cái tăng ni khu Phật tử. Thì ở đây cũng gần được 2 mẫu, con sẽ cúng cho giáo hội hết luôn. Nhưng mà trong đó làm công viên rồi từ hạng mục, còn cái chánh điện không là 1.200 m², còn cái phần mà nhà tăng ni để ở với chững này kia thì khoảng gần cả ngàn. Nhằm ổn định cơ sở và làm tiền đề phát triển Phật pháp tại địa phương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã có quyết định số 020 ký ngày 12 tháng 7 năm 2024. Bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Diệu Chơn, thế danh Lê Thị Mỹ, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1983, đảm trách trụ trì chùa Minh Đăng. Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 27 tháng 8 năm Giáp Thìn, được sự cho phép của các cấp lãnh đạo giáo hội, sự đồng thuận của các cấp chính quyền, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây trọng thể tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Đăng cho sư cô Thích Nữ Diệu Chơn, mở ra một chặng đường mới cho sự phát triển Phật pháp tại ấp Thọ Khương này.